Kết thúc chuyến du đấu kéo dài 2 tuần, đoàn quân của huấn luyện viên Hasen Hat khép lại chuỗi ngày thi đấu toàn rông bão, khi để thua Tottenham với tỷ số 1-2. Lại một lần nữa ở mùa giải này, Southampton lại có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, nhưng cũng lại một lần nữa, giờ xanh đã phải nhận lấy thất bại ra về và nối dài 3 trận sân khách liên tiếp toàn thua. Người ta đã nói rất nhiều về lối chơi quá cầu toàn của huấn luyện viên người Áo, khi họ đã nhường lại gần như hoàn toàn thế trận cho đối thủ sau khi có bàn thắng, qua đó tạo ra vô số cơ hội để cho Tottenham có được những bàn gỡ. Nếu như ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, Southampton tung ra đến 9 cú dứt điểm trái phá với 4 lần bóng đi trúng đích, thì con số này sang hiệp đấu còn lại của họ chỉ là vỏn vẹn một lần thôi. Vì vậy, nếu như là người theo dõi diễn biến trận đấu này, thì kết quả này cũng sẽ không có quá nhiều bất ngờ, dẫu cho đội bóng chủ nhà lúc bấy giờ chỉ vừa bổ nhiệm một huấn luyện viên tạm quyền trẻ tuổi. Trận thua này đã khiến cho Southampton rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League với 36 điểm, hiện vẫn đang bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ đến 9 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đá. Đến với trận đấu mở màn cho vòng 34, Southampton sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Leicester City đến làm khách. Một cái tên cũng không còn quá xa lạ gì, bởi đây là đội bóng đã khiến cho The Saints dừng bước tại bán kết FA Cup trong chuyến du đấu vừa kể trên. Và không ngoài khả năng đội bóng của huấn luyện viên Hasen Hat sẽ tiếp tục nhận lấy thất bại một lần nữa trước bầy cáo, khi phong độ thi đấu lúc này của họ rất tệ. Cần biết trong 10 trận đấu gần đây nhất thì Southampton chỉ mới mang về cho mình 3 chiến thắng, còn lại để thua đến 7 trận. Đó là chưa nói đến lúc này St Mary's đã không còn là thiên đường quá hạnh phúc đối với họ, khi trong 6 trận gần nhất được chơi trên sân nhà, thì thầy trò huấn luyện viên Hasen Hat chỉ mới có đúng 1 chiến thắng trước Burnley, còn lại 1 trận hòa và để thua đến 4 trận. Thậm chí chiến thắng có được trước Burnley vừa kể trên cũng không phải là dễ dàng gì, khi họ đã để cho đối thủ dẫn trước đến 2 bàn, và chật vật để có được chiến thắng sát nút với tỷ số 3-2. Có thể nói với tình hình như hiện nay, thì việc mà Southampton giữ lại một điểm trước bầy cáo, đã là thành công không nhỏ đối với họ, chứ đừng nói gì đến việc có được chiến thắng. Phía bên kia sân, thầy trò huấn luyện viên Rozier cũng vừa trải qua cung bậc cảm xúc giống như trận đấu của Southampton ở vòng đấu vừa qua. Tuy nhiên, cảm giác mà Leicester City có được lại giống như Tottenham trong vai kẻ chiến thắng ngược dòng, chứ không phải cảm giác bại trận giống dơ xanh khi có được chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace. Trong đó, tiền đạo Iheanacho tiếp tục đóng vai người hùng khi có một đường chuyền dọn cỗ cho Kasechny ghi bàn, và bản thân anh cũng mang về bàn thắng ấn định chiến thắng cho bầy cáo. Cựu cầu thủ của Man City đang có mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp của mình, khi đã có đến 12 bàn thắng cho Leicester City trên mọi mặt trận chỉ trong 9 lần ra sân gần nhất. Với 3 điểm vừa có được, thì một vé để tham dự Champions League mùa sau của thầy trò huấn luyện viên Brendan Rodgers càng vững như bàn thạch, khi họ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League với 62 điểm, hiện đang bỏ xa vị trí thứ 5 của West Ham đã là 7 điểm, và thậm chí đang phá hơi nóng vào vị trí thứ 2 của Man United, khi chỉ còn kém quỷ đỏ thành Manchester 5 điểm. Bước vào chuyến hành quân lần này, nếu như đội bóng chủ sân St Mary's vừa trải qua chuỗi 3 trận liền toàn thua, thì Leicester City lại đang có cho mình chuỗi 3 trận liên tiếp toàn thắng, tất nhiên trong đó có cả chiến thắng trực tiếp trước Southampton ở mặt trận FA Cup. Người hâm mộ của thầy trò huấn luyện viên Brendan Rodgers sẽ có nhiều tự tin để mơ mộng về chiến thắng cho đội bóng con cưng của mình hơn, khi ở thời điểm này thì bầy cáo không hề cho thấy sự e ngại phải thi đấu xa nhà. Cụ thể trong 14 trận sân khách gần nhất thì Leicester City chỉ để thua duy nhất một trận trước West Ham với tỷ số sát nút 2-3, còn lại trước đó họ đã trải qua 13 trận liền bất bại với 8 chiến thắng và 5 trận hòa. Đó là chưa nói đến trong 3 lần gần nhất khi đến làm khách trước Southampton thì bầy cáo đã toàn thắng cả 3 trận ra về, trong đó có trận thắng mà họ đã ghi đến 9 bàn thắng vào lưới đối thủ, một trận đấu mà Southampton chỉ còn chơi với 10 người trên sân ngay từ đầu trận. Và ở tại mùa giải năm nay, đối thủ của họ cũng vừa nếm phải trái đắng đó trong trận thua 0-9 trước Man United và cũng chơi trong tình trạng thiếu người. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Southampton với Leicester City. Tỷ lệ nổ tài của Southampton đạt 60%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 30%. Có 90% kết quả về lẻ. Southampton ghi được 12 bàn, để thủng lưới 19 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,2 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Leicester City đạt 70%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 50%, có 60% kết quả về lẻ. Leicester City ghi được 20 bàn, để thủng lưới 12 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2 bàn. Dự đoán kết quả Southampton với Leicester City. Với tình hình như hiện nay, thì Leicester City chỉ cần chơi đúng với thực lực của mình, thì một kết quả từ hòa đến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Song đó, kết quả 8 trận đấu gần nhất của hai đội đều không có kết quả hòa, và vì vậy không ngoài khả năng, đây sẽ là một trận thắng cho bầy cáo. Nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.